Chú Tùng ơi, cho con hỏi là con có thấy một số YouTube á có nói chú là có mỗi lần người ta lại á là chú lấy tiền của người ta 500 đến 1 triệu, có không chú? Không có, rồi nó lại lại cho con 100, 200 là dữ lắm, mà không có lấy 500 triệu gì nó có cho đó. Còn con cũng có một số cái tiêu đề con thấy á là đăng lên là chú Tùng chùa là được các mạnh thường quân hỗ trợ 100-200 triệu, cái đó có thật sự có không Không chú? có, không có, đó là không có, không có 1.000 nữa. Mọi người ơi, hiện tại chú Tùng chùa ra đính chính rồi, hiện tại là những cái tin đó là tin bịa đặt, không có sự thật. Và cái cuối cùng cũng hỏi chú nữa là cũng có một số người nói chú là có 6 người vợ, mười mấy người tình, cái đó có không chú? Không, Chú đính chính lại giùm con có hay là không? không, nó không có, tại nhiều khi giỡn chơi vậy thôi chứ không có. Mọi người, những cái tin đó là chú Tùng chùa cũng đã nói rồi, hiện tại những cái tin đó thì là tin không đúng. Những cái tin đó là những là tin bịa đặt. Vợ chú nó còn, vợ chú đi ra nói chuyện rồi nó hôn, nó đăng lên vợ chú khóc khóc tùm lum hết, vợ chú đâu không. Rồi có một đứa đăng lên nó đưa là chú lên là ông Tùng xạo lừa gạt người ta đó, lừa gạt người ta đó nè nè, đây nè, hỏi đây đúng, đi ra ngoài nó nằm ở ngoài đó xin, anh nằm đó nằm ngoài đường anh xin nè, anh láo chết rồi, còn đặt giỏ nó còn ghé thăm chú, đặt giỏ Hiện tại á thì mình thấy á là chú Tùng là ở ngoài nằm ngoài đường để chú Tùng xin tiền kiếm để tiền chi? Để chú mua có tiền duy trì để chú uống thuốc và rửa chữa vết chưa. thương của chú. Hiện tại một ngày chi phí của chú á là nội cái tiền 400, mà thuốc và cái tiền mà rửa là khoảng 400. Chưa tính giờ thực sự là chú đã bị tiểu đường mọi người. Chú không ăn uống được, chú phải uống sữa. Mà mọi người biết sữa Enso dành cho tiểu đường á mắc lắm. Thực sự rất là mắc. nhưng quan trọng cái vết thương là không biết nó lành không em. Thì bây giờ con thấy cái chân chú như thế này thì nói chung mà Bác sĩ mỗi ngày mỗi lần vô rửa xong rồi nhét cái mắt cái gạt kia vô nữa, nhét ở trong cái trời ơi. Tại một phần là chú như vậy là chú bị tiểu đường á, nên bây giờ cái vết thương nó càng ngày nó càng lan Đúng ra, rồi, nó chứ là nó không có lành hết như rồi. dạng như thịt của những người khác. Bác sĩ giờ đang cắt, ăn cắt thịt á, bằng cái thịt vụn bao giờ. Bác sĩ hỏi đau, nói đau, nó đau là còn sống á, đau là thịt Là thịt còn sống. sống. Bác cắt 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 hết xong rồi rửa, trời ơi. Hỏi thịt cũng như thịt vụn á, thịt vụn ngoài Là đó. chú có thấy luôn hả chú hả? Trời, vợ vợ nó chụp hình thấy bà ngồi bà cắt của mình thấy rồi. Thì trước đây mình như thế nào mà tới khi mà cưa chân là nó ăn từ từ lên hay là sao chú, hay là Không có, chú có bị thương hay là gì không? không có bị thương bị gì hết, coi như là bữa đó là nó đưa chú vô cách ly, vô cách ly mà đâu có bệnh cách ly đâu, mình đâu có bệnh đâu, mà nó vô hai chồng là nó thử đâu, chồng anh bị, vợ anh không bị, gọi đưa bệnh viện 115 thì nằm đó hết 11 ngày. Cái đầu mà nó cũng chích thuốc tiểu đường luôn nha, nó chích đàng hoàng luôn, nó đâu không có gì đâu. Cái xong cái nó không, thôi giờ đưa anh Tùng đi cách ly nha, à, mình đưa tới cách ly đi, cái đưa qua C13 bên mình tránh nè. Vô trong đó là nó lỡ hai chân rồi nè, chân này có tôi, anh mới nói với mình nhỏ bác sĩ á, tao bị tiểu đường chứ tao không bị covid đâu nè, đó hai cái chân đó là tụi bay thấy lỡ, nó giờ không thấy luôn á Là mấy tháng rồi chú, nè, nếu cái mà này vô hết rồi trong nè, cách ly á, này hết rồi nè, vô trong cách ly là cái mình này mấy tháng rồi? đâu có mấy tháng, có ở cũng 11 ngày luôn, nó vô nó cũng test Từ đâu. từ lúc mà chú vô chổng nằm á là cái tháng nào, tháng nào? Tháng gì rồi, tháng gì rồi. Là tháng 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 trước ha. Rồi xong ha, hai chuyện lỡ mình cho nó coi đàng hoàng luôn á, cái nó giờ em cho bông gòn với keo keo để nó sức cái giò anh dán vô mà nó không cho về đúng 11 ngày, nó test mình đàng hoàng không có bị gì hết á, rồi nó ký giấy cho về, thì lúc đó là anh đâu có thuốc, có đồ anh sức đâu, có thuốc chích đâu, rồi cái nó về là lúc đó, chân á là Chuyện nó bị như dấu phỏng á, nó phù ra. Cái anh thấy vậy cái anh về nhà lấy kéo cắt luôn, anh cắt cho nó để chảy nước vàng rồi đó, cái đầu anh cắt cái nó cũng không có ra, cái đầu cái anh về nhà cái nằm
đường ở lên đâu biết đâu. Dạ dạ. Đường ở lên cái mệt quá. À, quý vị ơi thì hoàn cảnh của chú Tùng từ hồi nãy giờ thì nói chung là rất là khó khăn. Thì bây giờ mọi người mà muốn có thông tin này có muốn là thật hay không á thì mọi người ra ngoài ngã tư Ngô Quyền 3 tháng 2 xác thực nha mọi người nha. Và chú thì hay đi ngồi xin tại ngã tư đó và xin để có tiền để mà đi uống thuốc và rửa, tiền rửa vết thương á mọi người. Thì bây giờ mọi người mà nếu mà có thương chú thì ra tới chỗ hoặc là liên lạc qua số điện thoại của chú nha quý vị nha. Dạ. À, chú Tùng ơi, hiện tại bây giờ cũng trời cũng đã khuya rồi, thôi chú cứ buông nghỉ ngơi đi. Thì Hoàng và Tina rất mong gọi là các mạnh thường quân và những tấm lòng vàng thương yêu mến chú Tùng Chùa hãy giúp đỡ chú. Hoàng thực sự là cảm ơn mọi người. Thôi chú Tùng con, Chùa. Con chúc chú là bây giờ là cứ vô nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe nha chú nha. Thì con cũng mong là được mạnh thường quân để giúp đỡ cho chú. Và thì bây giờ chúng con xin phép để đi về. Chúc chú nhiều sức khỏe nha chú nha. Chào bà con. Dạ, dạ. À, chào bà con. Dạ. À, Tùng ước mong bà con giữ gìn sức khỏe, rồi nghỉ ngơi. Dạ. À, Tùng cố gắng chữa bệnh. Thì, dạ. Thì cũng gọi là con cũng muốn nói một điều nữa là mọi người ơi, chú Tùng á thì rất là cái hoàn cảnh của chú rất là khó khăn. Ừ. Bây giờ chỉ mong sao có những tấm lòng vàng mạnh thường quân giúp chú để ừ. chú hồi phục lại, để chú còn được đi ca, để mang tiếng lời ca đến cho tất cả mọi người. Thì thôi con cũng không, bây giờ hiện tại con cũng chỉ biết nói tới đó thôi. Thì thôi tụi con cũng về, chú cũng vô nghỉ ngơi đi. Okay. Rồi con xin cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn chú nha. Rồi con về nha chú.